nha. Xoài này là của một cái em học trò 4 năm của em. À, nó về, nó thỉnh thoảng nó cũng về đây nó thăm em và nó mua cho em được 4-5 kg xoài như thế này. Xoài xanh như thế này. Chua lắm, nhưng mà cái này thì chỉ có làm cốc lắc hay là chấm mắm đường hay là mắm ruốc đồ ăn thôi. Nhưng mà bữa nay em sẽ lấy hai trái ra em làm cốc lắc cho mọi người cùng thưởng thức với em nha. Và bắt đầu em sẽ gọt vỏ của xoài nha mọi người. Ôi, trái xoài to lắm á, cái xoài em cầm không nổi nè. Đây, bắt đầu em sẽ gọt gọt vỏ nha. Đây em gồm có hai trái xoài và muối tôm, em làm muối tôm và một ít đường và một ít nước mắm. Nước mắm thì em không có bỏ nhiều đâu nha mọi người, nước mắm thì tí nữa em bỏ một tí xíu để cho nó có cái vị nước mắm cho nó ngon, nó thơm ngon thôi chứ em không bỏ nhiều nha. Đây gia vị của mình nhé, và em sẽ bắt đầu tắt xoài nha mọi người nha. Em tắt xoài ra em mới lắc. Mình tắt thì mình tắt miếng như thế này. Hình xoài á, mình tắt nó sẽ ngon hơn là mình gọt cho nó ngay hàng thẳng đó nha mọi người nha. Bất cứ ăn ổi hay là ăn xoài gì cũng vậy, mình tắt như thế này nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Nhiều khi mấy trái xoài này mà mình hái trên cây xuống á, mình cạp nó rất là ngon, mình không có cần sắc sắc ra nó mất cái độ hấp dẫn rồi. Cái xoài nó to mà cầm mỏi tay luôn á, cầm nó mỏi tay luôn quý vị. Em cũng thích, rất là thích nấu ăn nha. Khi nào rảnh rảnh buồn 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 là em thèm cái gì là em đi mua về em nấu được ăn cho bằng được cái món đó. Đi sang Đài Loan bên này á, nó không có giống như bên Việt Nam của mình.
Bên Việt Nam của mình á, thì thèm thèm cái gì cũng có nấu thì nấu, không có nấu thì chạy ra tiệm người ta cũng có nấu cái món đó người ta bán mà rất là ngon. Món Việt Nam của mình á, nó đầy đủ hương vị rất là ngon. Còn ở bên này á, vì vật liệu nó thiếu á, nên nhiều khi mua được cái món đó nhưng mà nó cũng không có đủ cái hương vị bằng ở bên Việt Nam của mình. Bởi vậy á, thèm đồ Việt Nam, mỗi lần mà về Việt Nam ăn cho nó đã. Em xong rồi nha mọi người nha. Thì nó một thao đó mọi người, cần một thao đó. Đây đây, với những cái một thao như thế này thì em sẽ cho vào đường. Em sẽ làm một nửa như thế này đường và một nửa nước mắm nha mọi người. Em sẽ không làm hết vì mình có mắm muối tôm rồi nên mình làm hết nó sẽ không. Muối tôm này cũng rất là cay nên em sẽ không cho ớt vào. Và nếu mà mình có một tí bột ớt nữa thì mình làm lên nó sẽ rất là đẹp. Đây, như thế này thôi. Như vậy. Và em sẽ bắt đầu lắc nha mọi người nhé. Đây. Em sẽ lắc. Thêm một tí muối tôm nữa, muối tôm của Việt Nam mình nha mọi người, rất là cay. Thấy ngon chưa? Rồi bắt đầu em sẽ cho gia vị. Đây. Đây là món cốc lắc nha mọi người. Xoài lắc nha mọi người. Cho mọi người thấy ngon chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngon quá. Ngon quá nha mọi người. Video em đến đây là đã kết thúc. Mọi người có buồn buồn làm theo cái công thức của em nha, làm thử ăn xem nha mọi người nha, rất là ngon và không có vị ngấy nha. Mình có thể ăn, nếu mà mình không có làm á, không có trộn như thế này á, thì mình gọt ra mình ăn nó rất là chua. Mình có chấm mắm đường hay là mắm ruốc gì, mình ăn một tí xíu thôi là mình ngưng. Còn mình trộn như thế này á, ăn rất là ngon nha mọi người nha. Mọi người làm theo cái công thức của em nhé, bảo đảm ngon. Mọi người có yêu mến cái mến em và yêu mến cái người Việt của mình nơi đất khách quê người, thì mọi người hãy cho em một cái lượt like, một lượt share và một cái đăng ký kênh giúp em nha. Kênh của em là Tina Người Việt Xứ Đài mọi người nhé.